Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tô một bức tranh cực kỳ quen thuộc nha mọi người. Ai cũng biết đó chính là con cua sáu cẳng hai càng. Ok, và đây con cua sáu cẳng hai càng. Và để mình hướng dẫn mọi người tô luôn bức tranh này nhé. Ok, đây bức tranh 346. Đầu tiên càng cua một đuổi, càng này rất to nha mọi người, nhưng cua hơi xấu tí. Hãy tôi như mình hai càng, thân cua thì màu nâu đi, cua màu nâu đẹp mắt đi. Thế là không có một server được rồi. Đợi mình xíu. Tốt rồi. Mời đợi mình xíu nhé. Mình sẽ dẫn mọi người con luôn. Ok, đầu tiên là tôi mua 13.000. Rồi đợi mình chút xíu, mình sẽ có một câu nhé. Ok, hãy tôi như mình để có được những bức tranh thật là đẹp. Mua đồ ở đâu? Leon lấy làm cái gì? Mọi người đợi mình xíu. Tốt rồi. Màu đỏ Wendy. Ok, lời. Ok, mình sẽ tôm mắt của cô này sẽ bằng một đồ là một cá nhé. Wendy. Wendy Marvel. Ôi, tôi không mình nhé.
Những bức tranh đẹp quên đi nâng cấp Stanley quên đi này một nhân vật 4 sao ở 4 sao thì ở đây cái anh bên đây là lên đời. Ok, mình có nhờ mọi người ạ. Bước sau thì bức tranh của mình gần hoàn thành rồi và mình sẽ hoàn thành bức tranh này luôn nhé. Còn 2:45 đi học được rồi anh em. Đó, chân thì là dùng một tím nhé. Ok, I quen. Bây giờ, 30 à. Đậu. Hãy tôi như mình nha mọi người. Chứ. Bình tĩnh nha. Mẹ. Sao đi túm mình tóc vào đầu. Điều quay lại nha. Hãy tôi như mình nhé. Như thế nào vậy? Nhưng mà được một xíu á. Ok. Dịch dịch cho tôi hàng. Ok mọi người, tôi nhanh lên nào, tôi sắp xong nơi rồi.